Dạ, em có cảm ơn anh chị đã quý mến câu lạc bộ em để vào giao lưu cùng ca sĩ và thỏa mãn niềm đam mê. Em cũng không biết nói gì hơn. Chị cảm ơn, nói lời cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Và chúc anh chị luôn gặt hái thành công, mọi sự như ý. Dạ, cảm ơn anh chị em rất nhiều.